Trưa ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới bế mạc hội thi nông dân thanh niên cán bộ đảng viên chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023. Ông Đoàn Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới, ông Trần Phước Lĩnh, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Chợ Mới đến dự. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội tham gia có sự đầu tư phần tự giới thiệu với nhiều hình thức, kịch nói, thơ ca, hò già, chuẩn bị đầy đủ đạo cụ băng rôn tuyên truyền và video minh họa cho phần trình diễn thêm sinh động. Các thí sinh thể hiện sự hiểu biết sâu đối với kiến thức xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, chuyển đổi số, kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt phần kỹ năng tuyên truyền, các đội chuẩn bị chu đáo, đạo cụ đa dạng, lối diễn xuất tự nhiên, nội dung các tiểu phẩm tập trung vấn đề xã hội quan tâm, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vấn đề ô nhiễm môi trường, bảo hiểm y tế, vận động hiến đất làm đường xây dựng quê hương, mang ý nghĩa thông điệp tuyên truyền rõ nét. Kết quả ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho xã Bình Phước Xuân, giải nhì thị trấn Hội An xã Long Điền B, giải ba xã Long Điền A Kiến An. Trao giải cá nhân xuất sắc cho thí sinh Phan Hồng Tươi, bí thư đoàn ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân. Về phần thi trưng bày sản phẩm nông nghiệp, giải nhất xã Long Điền B, giải nhì xã Mỹ Hiệp An Thạnh Trung, giải ba xã Kiến An Dài Nhân Mỹ.